Let me tell you a story. In the beginning, there was nothing. Nothing but the silence of an infinite darkness. But the breath of the Creator fluttered against the face of the void, whispering, "Let there be light." Khoảng 1,5 triệu năm trước, Homo erectus bắt đầu cuộc di cư vĩ đại từ châu Phi, tiền đề cho loài người hay Homo sapiens. Nhưng có rất ít yếu tố khác biệt giữa chủng loài này với các loài động vật khác. Mãi đến 800.000 năm sau, khi loài người khám phá ra lửa, công nghệ đầu tiên và cũng là quan trọng nhất trong lịch sử, thay đổi tất cả mọi thứ, từ chế độ ăn uống, săn bắn, tập quán, nơi sinh sống, nhưng quan trọng nhất, nó cho phép con người tiếp tục sống trong đêm tối, nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, tích tụ, truyền lại kiến thức cho đời sau, để thắc mắc về mục đích và bản chất của cuộc sống này. 100.000 năm trước công nguyên, đồ đá tăng năng suất lao động, giúp con người xây dựng những kiến trúc kiên cố. Chúng ta bắt đầu chinh phục thiên nhiên, sinh sống tại ngay cả những vùng đất có khí hậu khắc nghiệt nhất. 3.500 năm trước công nguyên, bánh xe, phát kiến đầu tiên của loài người không dựa vào thế giới xung quanh, vận chuyển, giao thương, khám phá những vùng đất mới. Thế kỷ thứ 9, thuốc súng được phát minh và nhanh chóng lan rộng ra toàn thế giới, giao tranh giữa các dân tộc khốc liệt hơn bao giờ hết. Thế kỷ thứ 19, Eureka, bóng đèn, điện năng làm nền móng cho thế kỷ 20 bùng nổ với xe hơi, TV, tàu vũ trụ, Internet và dĩ nhiên là bom hạt nhân. Bước sang thế kỷ 21, Biotech, Nanotech, Fusion, Fission, M-Theory, String Theory và đó mới chỉ là thập kỷ đầu tiên mà thôi. Cuộc sống của con người gần như bị chi phối hoàn toàn bởi công nghệ, sở hữu bởi những tập đoàn lớn như Google, Microsoft, Facebook, Samsung, Apple, Nvidia, v.v. Họ đang âm thầm cạnh tranh cho cuộc đua tạo ra trí thông minh nhân tạo AI. Robot đã và đang được những nhà nghiên cứu phát triển một cách chóng mặt, chúng chỉ cần một hệ điều hành, khả năng học hỏi độc lập để thức dậy mà thôi. Ngày mà robot trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta sẽ đến. Liệu bạn đã sẵn sàng chưa? Detroit 2038, giấc mơ robot với trí thông minh nhân tạo đã trở thành sự thật và nó thay đổi hoàn toàn cuộc sống của con người. Android có vai trò giống như một chiếc điện thoại di động, giúp con người hoàn thành những công việc tẻ nhạt nhất, có thể là người giúp việc, công nhân, bác sĩ, kỹ sư hay ngay cả một người tình. Thế giới năm 2038 không quá khác lạ với ô tô tự động, bảng quảng cáo LED, công nghệ thực tế ảo VR, AR. Tuy nhiên với sự có mặt của Android, nhất là khi chúng có ngoại hình và cử động giống hệt con người, cần phải có một sự phân biệt nhất định để đảm bảo trật tự xã hội. Một đèn LED nhỏ trên thái dương, bộ quần áo high-tech với đèn trên cánh tay, ngực và sau lưng, khoang chứa riêng trên phương tiện công cộng, các bến đỗ và khu vực cấm Android. Khi bạn đặt chân đến Detroit, cuộc sống của mọi người rất bình yên, rảnh rỗi và mọi thứ như đi theo quy luật tự nhiên vậy. Viễn cảnh tương lai này đạt được bởi CyberLife, tập đoàn công nghệ với hai đột phá là Ethereum 3.1.0 hay máu của Android và phụ kiện sinh học. Dưới sự dẫn dắt của Elijah Kamsky, CyberLife lần đầu tiên chế tạo được một Android có tên là Chloe, chinh phục bài kiểm tra Turing Test, hay nói cách khác, Chloe làm con người không đoán được cô ấy là một robot. I'm the first personal assistant built by CyberLife. I take care of most everyday tasks like cooking, housework, or managing your appointments, for example. And I understand you're the first Android to have passed the Turing Test. Could you tell us a little more about that? I really didn't do much, you know. I just spoke with a few humans to see if they could tell the difference between me and a real person. But it was a really interesting experience. But this is the first time in history that man has created a machine more intelligent than himself. I gather your brain can perform several billion operations per second, is that right? Absolutely, but
I only exist thanks to the intelligence of the humans who designed me. And, you know, they have something I could never have. Really? And what's that? A soul. Vẫn có một số quốc gia lo ngại về vấn đề đạo đức khi sử dụng Android, tiêu biểu là Canada. Nhưng phần lớn, thế giới đã chấp nhận robot là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Tuần trăng mật nào rồi cũng phải kết thúc. Vượt trội so với con người về mọi mặt, Android trở thành lực lượng lao động lý tưởng, đẩy tỷ lệ thất nghiệp của nước Mỹ lên 37,3%. Những công việc phục vụ hay lao động chân tay dường như không còn nữa. Ngay cả những ngành tưởng chừng những danh giá như là bác sĩ, kỹ sư cũng đang có sự cạnh tranh quyết liệt với Android. Không dừng lại ở đó, những yếu tố cơ bản của xã hội loài người như xây dựng gia đình, sinh con, tình yêu cũng bị bóp méo với sự xuất hiện của Android. Dĩ nhiên, sử dụng robot để thỏa mãn nhu cầu cá nhân đơn giản hơn theo đuổi một mối quan hệ rất nhiều. Tại sao phải vất vả với trẻ em khi bạn có thể đồng hành cùng Android em bé? Khi Android trở nên quá quan trọng, các quốc gia sẽ làm mọi giá để sở hữu nguồn Ethereum, vốn khan hiếm tại Nam Cực. Chạy đua vũ trang và chiến tranh lạnh lại bắt đầu. Có rất nhiều lăng kính để bạn phân tích cốt truyện của Detroit Become Human, và rõ ràng nhất là sự tương đồng với phong trào bãi nô và phân biệt chủng tộc tại Mỹ vào thế kỷ 19. Nhưng là một fan của khoa học viễn tưởng, của những Blade Runner, Terminator, RoboCop hay Alien, ngay lập tức tôi tìm đến câu hỏi mà Quantic Dream đặt ra trong tiêu đề. Nếu robot đủ thông minh để hòa nhập vào cuộc sống của chúng ta, liệu một ngày chúng sẽ có được cái mà loài người luôn cho rằng chỉ mình có, một linh hồn? Liệu một ngày Android sẽ tự nhận thức, sẽ có những cảm xúc trái chiều và muốn có được một cuộc sống tốt đẹp hơn? Liệu một ngày ranh giới giữa Android và loài người bị phá bỏ? Can you hear me? Yes. ID. KPC 897504C. Can you move your head? Detroit Become Human cho bạn khám phá 3 nhánh câu chuyện chính với 3 nhân vật khác nhau. Phần lớn fan hâm mộ của Quantic Dream đều đã biết tới Kara thông qua bản demo ngắn vào năm 2012, chạy trên PS3, phô diễn công nghệ đồ họa và cử động nhân vật chân thực. Đó không chỉ là một bản demo, mà còn có thể được coi là phần mở đầu của Detroit. Khác với những bộ phim như Terminator, iRobot hay gần đây nhất là Real Steel, Detroit chủ động cho người chơi biết. Ba Android chính đều có những suy nghĩ phức tạp, vượt qua khỏi những lập trình ban đầu. Điều quan trọng là nó cho bạn trải nghiệm những bước ngoặt, những khoảnh khắc quan trọng ép họ đưa ra những lựa chọn khó khăn, rồi sau đó dần dần hình thành tính cách và quyết định hướng đi của cốt truyện về sau này. Kara là một người máy thuộc dòng AX400, xuất xưởng vào năm 2032, tức là 6 năm trước thời điểm Detroit diễn ra. Đây chắc chắn là ý đồ của nhà sản xuất bởi bản demo Kara cũng đã được trình diễn 6 năm trước rồi. Nói được 300 thứ tiếng, nấu 9.000 món ăn và biết vô số câu chuyện cổ tích, Kara được CyberLife quảng cáo là nhà nội trợ lý tưởng cho gia đình, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Mặc dù được lập trình để luôn tuân thủ mệnh lệnh của chủ nhân, ứng xử nhẹ nhàng, từ tốn trong mọi tình huống, Kara ngay lập tức thể hiện những suy nghĩ khác thường ngay trên dây chuyền sản xuất. Cô ấy nghĩ rằng mình được trao cho một cuộc sống thực thụ, được tự do khám phá thế giới. Lo sợ những cảm xúc này có thể là lỗi lập trình, nhân viên nhà máy quyết định tháo dỡ và xóa bộ nhớ của Kara, nhưng bị thuyết phục bởi những lời cầu xin và giọt nước mắt nhân tạo. Kara tiếp tục hành trình tại nhiều cửa hàng CyberLife và người chơi gặp cô tại Android Zone, công ty chuyên sửa chữa và buôn bán Android second hand. Chủ nhân hiện tại của Kara là Todd Williams, tài xế taxi trong thời đại của tự động hóa, và dĩ nhiên, ông ta đang thất nghiệp, nghiện ma túy. Todd nhiều lần bạo lực với con gái của chính mình, không thể làm ngơ đứng nhìn. Kara phá vỡ rào cản mệnh lệnh, lấy lại tự chủ và bảo vệ Alice. Nếu cái nhìn về con người của Kara không tốt đẹp gì, mối quan hệ giữa Marcus và chủ nhân Carl, một họa sĩ bị liệt nửa người, lại sâu sắc đến gần như cha con vậy.
Carl khuyến khích Marcus khám phá tiềm thức của bản thân, suy nghĩ sâu hơn về triết lý thông qua các tác phẩm kinh điển như Shakespeare và Plato Republic. Marcus thậm chí còn để trí tưởng tượng của mình bay xa với hội họa. Carl nhìn thấy điều mà cả xã hội đều lờ đi. Những android hàng ngày trợ giúp cuộc sống của con người. Họ có một tiềm năng vô hạn để đưa xã hội lên một tầm cao mới. Nhưng đồng thời họ cũng là một mối nguy hiểm tiềm tàng cho con người nếu chiến tranh xảy ra. Carl không ngờ rằng mình chính là nhân tố quyết định trong cuộc chiến đó. All you ever do is tell me to go away. What's wrong, Dad? Not good enough for you? Not perfect like this fucking thing. That's enough. Get out right now. What makes it so special anyway, huh? What's it got that I don't? Leave him alone. Come on, let's see what you got. Go ahead, hit me. What you waiting for? Think you're a man? Act like one. Stop it. It's a matter too much of a pussy. Stop it, Leo. Stop it. You're scared to fight back, you fucking bitch. My dad, I'm gonna tear you apart, and nobody's gonna give a shit anymore, because you're nothing. You hear me? You're nothing! Carl, no! Please. This is all your fault. This never would have happened if it weren't for you. The android. It was the android. Marcus thoát chết trong gang tấc và dù có là một người máy, tâm trí anh ta sẽ thay đổi sau khi trải qua những cảnh tượng kinh hoàng tại bãi phế thải Android. Tại đây Marcus tìm ra Jericho, nơi mà những android không cam chịu số phận nô lệ giống như anh hội tụ. Liệu Marcus sẽ đóng vai trò gì trong Jericho? Đối đầu với con người hay đấu tranh trong hòa bình? Đó là quyết định mà Detroit đặt vào tay người chơi. Mặc dù câu chuyện yêu thích nhất của tôi là của Marcus và Kara đem đến nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng chính Connor mới là nhân vật thú vị nhất trong Detroit. Trong bối cảnh ngày càng nhiều android trở thành Deviant, tên gọi người ta dành cho robot nguy hiểm, không chịu tuân theo mệnh lệnh, CyberLife phải trấn an khách hàng và cơ quan chức năng bằng cách cho sản xuất dòng Android RK, chuyên trợ giúp công an để điều tra và săn đuổi Deviant. Connor là mẫu người máy đầu tiên trang bị công nghệ tối tân để phân tích hiện trường vụ án, thẩm vấn, kỹ năng chiến đấu, di chuyển vượt trội, thích ứng với đồng nghiệp nhưng tuyệt đối không để cảm xúc lấn át. Đối lập với Kara, Connor tự ý thức được rằng mình là một người máy và suy nghĩ của những Deviant chỉ là lỗi lập trình mà thôi. Android được con người tạo ra, sứ mạng của chúng là phục vụ con người. Bất cứ Android nào dám sử dụng vũ khí hay làm tổn thương chủ nhân đều phải bị hủy bỏ. Connor là nhân vật bạn điều khiển đầu tiên trong Detroit, tại hiện trường của một vụ án mạng gây ra bởi Deviant. Người chồng đã chết trong khi con gái nhỏ bị bắt làm con tin. Thất bại không phải là một lựa chọn. Connor xem xét hiện trường, nhanh chóng tìm ra lý do tại sao robot Daniel lại bị rối loạn như vậy. Mặc dù đã gắn bó với gia đình và có tình cảm gắn kết với Emma, người cha, John Phillips, đang chuẩn bị thay thế Daniel bằng một robot mới hiện đại hơn. Cảm thấy mình chỉ là một đồ vật, một nô lệ trong gia đình bị thay thế dễ dàng, Daniel bị cảm xúc chi phối. Connor lập tức lợi dụng những cảm xúc này, chiếm lấy lòng tin của Daniel, giải thoát con tin. Còn với Daniel, chỉ có một kết thúc chờ anh ta mà thôi. Listen. I know it's not your fault. These emotions you're feeling are just errors in your software. No, it's not my fault. I never wanted this. I love them, you know? But I was nothing to them. Just a slave to be ordered around. Không chỉ có kỹ năng điều tra xuất sắc, Connor còn được thiết kế để lấy lòng tin của đồng nghiệp. Khả năng đó của Connor bị thử thách khi anh ta được ghép cặp với Hank Anderson, điều tra viên tài năng nhưng bỏ bê công việc và nghiện rượu vì một bi kịch gia đình. Bi kịch này cũng khiến Hank có ác cảm với tất cả các android. Connor có thể lựa chọn để khiến Hank thay đổi định kiến của bản thân, hay hoàn toàn lờ đi ông ta để tập trung vào nhiệm vụ, vốn ngày càng cấp bách bởi Deviant trở nên manh động hơn bao giờ hết, từ bỏ trốn, bạo loạn và ngay cả án mạng nữa. Kara, Marcus và Connor dù không quen biết, những cốt truyện của Detroit sẽ đưa họ đến với nhau trong những hoàn cảnh mà quyết định của bạn tạo nên. Chúng ta đã được chứng kiến ngày tận thế khi AI nổi dậy, chống lại con người rất nhiều lần. Nhưng hiếm khi con người lại chỉ là phông nền để chúng ta đặt mình vào tâm trí của không chỉ một,
mà cả ba robot với suy nghĩ cảm xúc riêng. Đúng với cái tên Become Human, không có một câu trả lời nào đơn giản cho câu hỏi khi nào Android nên được coi là một con người. Liệu đó là tình cảm yêu thương mà Kara dành cho Alice? Liệu đó là cuộc đấu tranh giành tự do của Marcus? Hay nhân tính sẽ thể hiện ngay cả ở một cỗ máy chiến đấu và điều tra tội phạm như Connor? Turing Test là công cụ được sử dụng khi muốn kiểm tra liệu chúng ta có phân biệt được robot với một con người. Còn trong Detroit, nhà phát triển cũng dành cho người chơi một bài kiểm tra riêng. Tôi tạm gọi nó là Quantic Dream Test. Ngay tại menu, game sẽ khuyến khích bạn chơi từ đầu đến cuối mặc dù quyết định của mình có gây ra hậu quả gì, hoặc có làm những nhân vật chính trong game hy sinh. Sau đó mới quay lại khám phá các nhánh câu chuyện khác. Suy cho cùng, game over khi nhân vật chính chết là một phần thiết yếu của video game từ xưa đến nay. Nhưng tôi tin chắc rằng bạn sẽ không hề muốn đi tiếp trong Detroit nếu điều đó xảy ra. Điều này chứng minh rằng bạn đã coi Kara, Marcus và Connor như những con người và bạn mong muốn những gì tốt nhất dành cho họ. Nhưng đó chính là khi các tình tiết trong Detroit trở nên bất ngờ, khó khăn hơn bao giờ hết. Tôi sẽ chia sẻ câu chuyện và lý do cho những lựa chọn của mình ở cuối video. Còn bây giờ, hãy cùng phân tích gameplay với những công nghệ mà Quantic Dream phô diễn trong Detroit như thế nào. Detroit có thể được coi là phần 3 trong trilogy tương tác của Quantic Dream với Heavy Rain năm 2010 và Beyond Two Souls năm 2013. Đến với các sản phẩm của Quantic để phàn nàn là game có quá nhiều quick time event hay thiếu gameplay là một hành động thừa thãi bởi họ chưa bao giờ quảng cáo Detroit là một game phiêu lưu hành động góc nhìn người thứ ba thông thường cả. Mặc dù có bị hạn chế trong Beyond Two Souls, game của Quantic Dream luôn nhấn mạnh vào cốt truyện và lựa chọn của người chơi, từ đó đi đến nhiều cái kết khác nhau. Khám phá các nhánh của cốt truyện, rồi bất ngờ với những lựa chọn của bạn bè hay game thủ trên toàn thế giới, chính là gameplay của Detroit. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không được phân tích hay chỉ ra những điểm có thể được cải thiện cho gameplay. Đầu tiên, hãy nói về điểm mạnh. Quantic Dream quyết định cho người chơi biết chính xác đường đi mà mình đã lựa chọn bằng một flowchart chi tiết. Bạn có thể biết rõ kết quả của từng hành động, từng đoạn hội thoại, từng thất bại hay thành công cho Quick Time Event. Kể cả hậu quả của việc phí phạm quá nhiều thời gian nữa, chỉ với một nút bấm bạn có thể xem số lượng phần trăm trong bạn bè hay toàn bộ cộng đồng game thủ có lựa chọn giống với mình như thế nào. Các hướng đi khác sẽ tạm thời bị khóa lại để dành cho người chơi bất ngờ. Trong những tựa game trước của Quantic Dream hay những game có lựa chọn dành cho game thủ nói chung, đôi lúc càng về cuối game, các nhân vật sẽ bị mâu thuẫn trong suy nghĩ, động cơ cũng như cảm xúc nếu bạn cố tình lựa chọn trái với những gì mình đã làm từ đầu. Trong Detroit, Quantic Dream xử lý vấn đề này bằng cách tạo ra các thước đo tỷ lệ phần trăm như là lòng tin của NPC, định kiến dư luận, sự ổn định trong hệ điều hành của Android, v.v. Tỷ lệ phần trăm này sẽ biến động dựa vào hành động của bạn và đến một thời điểm, nó sẽ không thể bị thay đổi nữa. Nhiều lựa chọn sẽ được unlock hoặc khóa lại dựa vào đó. Hay lấy ví dụ trong nhiệm vụ đầu tiên của Connor. Nếu không biết được tên của Deviant, không thu thập đủ bằng chứng, không lại gần con tin, bạn sẽ không có cơ hội để lấy lòng tin của Daniel và gánh một cái kết bi đát hơn rất nhiều. Hầu hết các màn chơi trong Detroit đều áp dụng những thước đo này. Nhờ vào đó bạn cảm thấy những kết thúc của game đều có giá trị tương đương nhau, tăng động lực chơi lại lên rất nhiều. Ngoài ra, mỗi lần khám phá một nhánh cốt truyện mới, bạn sẽ được nhận các điểm thưởng để unlock nội dung cho phần extra menu. Từ soundtrack, artwork, mô hình nhân vật đến hậu trường làm game. Thường những nội dung này chỉ được dành cho Deluxe hoặc Collector Edition mà thôi. Tôi rất hài lòng với những nội dung phụ trong phiên bản Standard, mặc dù không hề có thiện cảm với các Deluxe Edition cho lắm. Nhưng riêng với Detroit, tôi khuyến khích các bạn trả giá cao hơn một chút để có thêm theme, avatar cho PS4 cộng với Heavy Rain Remaster. Quay trở lại một chút với menu của Detroit, có lẽ đây là menu được thiết kế tỉ mỉ và độc đáo nhất từ trước đến nay. Bạn còn được đồng hành với trợ lý riêng Chloe. Đôi khi cô ấy sẽ bình luận về những lựa chọn của bạn, đôi khi là những câu hỏi thăm thân mật khiến bạn bất ngờ. Càng về sau, Chloe càng có nhiều những dấu hiệu không ổn định, giống như là những Deviant. Hy vọng rằng iOS, Android hoặc Windows 10 sẽ học tập ý tưởng này và cho Siri hoặc Cortana một khuôn mặt làm trợ lý trên desktop. Tôi chắc chắn sẽ bỏ tiền ra mua ứng dụng đó. Điểm cải tiến tiếp theo của Detroit là góc quay camera rộng cộng với khả năng điều chỉnh tự do. Thay vì liên tục cố định như Heavy Rain hay Beyond, game còn dành riêng nút remote để thay đổi camera trước và sau nhanh chóng. Sự thay đổi này rất phù hợp với các bối cảnh rộng, gần như một sandbox để bạn khám phá. Có thể là một góc của thành phố Detroit, có thể là một khu dân cư hay tòa nhà cao tầng. Quantic Dream cuối cùng cũng thả lỏng, cho phép bạn nhiều sự tự do hơn, làm các quãng nghỉ để tìm hiểu thêm về thế giới trong tương lai. Poster, báo điện tử, tranh vẽ được bố trí rải rác khắp nơi. Chúng đều có nội dung hấp dẫn và ý nghĩa riêng chứ không chỉ là collectible bình thường cho dân nghiền sưu tầm trophy. Where the fuck you going, tin can? Hmm? Faster. No kidding.
Hey guys, check it out. We got one of those tin cans here. Look at this little motherfucker. You steal our jobs, but you can't even stand up. Tiếp theo hãy nói đến Quick Time Event. Độ khó và cách bố trí của chúng thay đổi theo mạch game. Trong hội thoại và không gian thông thường, bạn có nhiều thời gian để lựa chọn cách trả lời NPC cũng như thực hiện các combo nút bấm, thường bắt đầu bằng cần analog stick bên phải. Trong chủ đoạn hành động, nút bấm hiện ra ở các vị trí bất ngờ và yêu cầu phản ứng nhanh hơn. Chúng cũng trở nên khá phức tạp và bắt bạn phải làm các động tác mạnh như là lắc hoặc xoay controller. Kể cả đã quen với cách bố trí của tay cầm DualShock, bạn vẫn có thể thất bại những cái hay của Detroit là một quick time event, không quyết định kết quả của cả một chapter. Thường bạn sẽ có nhiều cơ hội và thất bại đôi khi lại cho bạn những trường đoạn hấp dẫn hơn và mở ra lựa chọn mới. Nhưng đừng vì thế mà chủ quan, có lúc một nút bấm lại quyết định tính mạng của nhân vật chính. Vì thế dù không trực tiếp điều khiển các hành động, bạn luôn dính mắt vào màn hình và hồi hộp thay cho các Android. Tuy nhiên, đây cũng là lúc mà tôi phải chỉ ra điểm trừ của Detroit. Mặc dù cốt truyện phân nhánh là bước cải tiến lớn so với Beyond, gameplay của Detroit theo tôi là một bước lùi. Thứ nhất, Beyond bắt bạn phải đọc tình huống và phán đoán cách điều khiển cần analog cho phù hợp. Điều đó làm bạn nhập tâm và làm màn hình đỡ bị rối loạn hơn. Thứ hai, các trường đoạn chiến đấu và hành động lén lút của Beyond cho bạn nhiều hướng đi và lựa chọn hơn. Cộng thêm khả năng siêu nhiên trong game cho phép bạn điều khiển camera tự do và tương tác với đồ vật hoặc quân địch. Nhưng với Detroit, mọi thứ hơi quá tuyến tính một chút. Dĩ nhiên vẫn có một vài điểm sáng khi bạn điều khiển Connor để đuổi theo Deviant, nhưng số lượng của chúng hơi ít. Một điểm trừ tiếp theo mà tôi phải nhắc đến là mức khung hình. PS4 dường như không thể đáp ứng nhu cầu của Quantic Dream được nữa và liên tục để FPS tụt xuống dưới 30, thậm chí là 20, nhất là trong các môi trường mở. Mức khung hình giảm cũng làm việc điều khiển camera trở nên khó khăn. Có những lúc tôi cảm thấy controller bị delay đến cả nửa giây. Chưa bao giờ tôi lại mong chờ PS5 như lúc này để chơi Detroit Remaster, bởi một phiên bản trên PC chắc chắn là không xảy ra rồi. Đó là cái giá mà Quantic Dream chịu đánh đổi để có được một trong những game có đồ họa ấn tượng nhất thế hệ console thứ 8. Từ trước đến nay, LA Noire luôn là game có cử động khuôn mặt ấn tượng nhất trong video game với bản thân tôi. Nhưng một vấn đề mà bạn nhận ra nhanh chóng là chất lượng đồ họa cũng như chi tiết còn lại, từ cơ thể nhân vật đến môi trường xung quanh lại kém hơn rất nhiều. Sự chênh lệch này làm cho người ta cảm thấy mô hình nhân vật trong LA Noire như chỉ được gắn mặt của diễn viên thật lên mà thôi. Tuy nhiên, LA Noire là một game thế hệ trước. Với PS4, Quantic Dream tạo ra những nhân vật thật hơn bao giờ hết, từ cách mà lớp da Android phản ứng với ánh sáng, nước mưa, tuyết đến đôi mắt có hồn di chuyển hợp lý trong hội thoại. Người ta thường nhắc đến khái niệm Uncanny Valley trong đồ họa để ám chỉ mức độ chân thực mà mô hình nhân vật phải vượt qua trước khi người ta tin rằng chúng thật 100%. Trong Detroit hay ngay cả kỹ xảo tân tiến trong Hollywood, chỉ có một vấn đề còn lại là cử động miệng mà thôi. Dù rất chi tiết và khớp với tất cả các phát âm, vẫn còn một điểm gì đó chưa được tự nhiên. Tôi không thể diễn tả cụ thể được nó là gì. Tất cả các yếu tố còn lại có lẽ chẳng có gì để cải thiện thêm được nữa. Một số trường đoạn trong Detroit đã khiến tôi sững người lại bởi chúng quá giống thật. Hãy cùng chờ xem những nhà phát triển tài năng như Quantic Dream có thể làm gì với phần cứng mạnh hơn trong console đời sau, hay công nghệ ray tracing trong thế hệ các đồ họa mới. Trở lại với Detroit, cử động nhân vật quá chi tiết, quá chân thật cũng có mặt trái của nó. Mỗi khi bạn cần thay đổi hướng đi, nhiều lúc nhân vật trong Detroit sẽ phải hoàn thành các cử động tại thời điểm đó trước, sau đó mới làm theo yêu cầu từ controller. Đôi lúc bạn cảm giác như họ bị kẹt lại vì một chướng ngại vật vô hình vậy. Tôi cảm thấy mình đã gặp vấn đề này ở một tựa game nào đó rồi. Và sau một lúc suy nghĩ, đó chính là Max Payne 3. Rockstar cho Max hàng loạt cử động rất tỉ mỉ, từ cách anh ta cầm súng, thay băng đạn, ngay cả khi nằm xuống đất di chuyển hướng bắn nữa, như là một game bắn súng. Các chuyển động này đôi khi cản trở tâm ngắm, đặc biệt là trong bullet time. Có thể với một game tương tác nhiều như Detroit, nó chỉ là một hạ sạn nhỏ. Nhưng với game hành động như Max Payne và sắp tới là Red Dead Redemption 2 với các cơ chế tương tự, không biết nhà phát triển sẽ giải quyết như thế nào. Một điểm nữa mà Quantic Dream phải đánh đổi để duy trì đồ họa ấn tượng là draw distance. Có thể bạn sẽ không nhận ra vấn đề này ở khung cảnh hẹp lúc đầu game, cộng với việc ngồi xa màn hình từ 2 đến 3 mét khi chơi console. Nhưng ngay khi Marcus bước chân ra thành phố, hay rõ ràng hơn là khi Connor gặp Hank trong đồn công an, bạn sẽ thấy những chi tiết trong môi trường dù cách nhân vật chỉ vài mét thôi, nhưng chúng cũng bị mờ đi rất nhiều. Có thể kỹ thuật mà Quantic Dream sử dụng không bị lộ nhiều như pop-in ở các game thế giới mở. Và nếu muốn, bạn có thể coi như camera trong game có depth of field cao, nhưng không thể phủ nhận rằng vấn đề này làm cho công sức đầu tư và thiết kế môi trường của Quantic Dream đôi khi trở nên phí hoài, bởi người chơi không thể nhìn thấy tất cả. Thêm một lý do nữa để hy vọng phiên bản remaster trên PS5. Điểm trừ như vậy là đủ rồi, bây giờ hãy quay lại điểm sáng truyền thống cho game của Quantic, diễn xuất nhân vật. Có lẽ họ là bậc thầy của motion capture rồi, hội thoại rất tự nhiên và hoàn toàn in-game. Tôi chỉ nhận ra một vài cutscene nhỏ giữa các màn chơi là bản tin thời sự mà thôi. Tất cả các diễn viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tôi chỉ có một vấn đề với nhân vật Tổng thống Mỹ, quá thiếu cảm xúc, đơn điệu và một trọng âm không giống tiếng Anh Mỹ một chút nào.
hoặc có một khả năng là nhân vật tổng thống này chính là một android. Tuy nhiên, game không cho chúng ta thông tin đó nên tôi vẫn coi đây là một hạng sản hiếm hoi. Nếu như Detroit mất 4 năm để phát triển, 2 năm đã dành cho motion capture rồi. Hãy tưởng tượng số lượng kịch bản mà David Cage phải chuẩn bị. Một câu thoại đơn giản có thể tạo ra hàng tá hướng đi khác nhau cho các nhân vật khác. Làm sao anh ấy có thể theo dõi, lên lịch quay và chỉ đạo tất cả mọi người liên tục như vậy? Ngay cả các diễn viên, vốn xuất thân từ series phim truyền hình và kịch nói, cũng thừa nhận sự khó khăn khi phải đặt mình vào tâm thế của một nhân vật, rồi thay đổi hoàn toàn tâm lý của họ trong một phân cảnh khác theo lựa chọn của người chơi. Mặc dù công nghệ hiện đại đã trợ giúp Quantic Dream rất nhiều cho quá trình phát triển, nhưng đừng lầm tưởng rằng nó có thể thay thế cho tài năng của các animator. Sau một ngày diễn xuất, họ chỉ nhận được dữ liệu từ hàng tá chấm nhỏ trên mặt và cơ thể diễn viên mà thôi. Dữ liệu này được xử lý bằng một quá trình gọi là retargeting, sản xuất ra một khung cơ thể ban đầu cho nhân vật. Motion capture dù đã có bước tiến vượt bậc, nhưng nó vẫn chưa hoàn hảo. Các animator phải xem lại dữ liệu rồi điều chỉnh lại bằng tay để các cử động được tự nhiên và chân thực nhất. Thử thách này lớn hơn nhiều lần đối với diễn xuất trên khuôn mặt, bởi chỉ một cái chớp mắt, một nếp nhăn hay cử chỉ nào đó quá cường điệu cũng sẽ bị người chơi phát hiện ra. Đôi mắt có lẽ là chi tiết quan trọng nhất, nhưng chưa có bất cứ công nghệ mocap nào có thể ghi lại được cử động của chúng cả. Nếu animator thất bại về đôi mắt, toàn bộ game sẽ trở thành một thảm họa giống như là Mass Effect Andromeda. Ngay cả bản thân Quantic Dream cũng không được thành công cho lắm với Heavy Rain về mặt này. Trong những năm trở lại đây, có lẽ cảnh intro của Battlefield 4 là trường đoạn đầu tiên tôi cảm thấy các nhà làm game khắc họa đôi mắt một cách chân thực nhất. Nhưng đó là game bắn súng với các scene đếm trên đầu ngón tay. Trong Detroit có hàng ngàn tình huống, lựa chọn, hội thoại, hành động, đuổi bắt, nhưng chất lượng diễn xuất lại không hề bị suy giảm. Lựa chọn góc quay camera cũng là lý do khiến Detroit có độ chân thực cao đến như vậy. Detroit có một nhân viên phụ trách quay phim riêng hay Director of Photography. Sau khi bối cảnh, cử động nhân vật và đồ họa hoàn tất, họ sử dụng một máy quay ảo để lựa chọn góc máy phù hợp nhất. Quá trình này rất giống với bộ phim Avatar của James Cameron. Họ có thể lựa chọn loại ống kính với depth of field, mức độ ánh sáng, mô tả các cử động rung lắc hay lens flare một cách chân thực nhất. Mỗi nhân vật chính còn có phong cách quay phim khác nhau. Với Kara, David Cage muốn tạo cảm giác chân thực để nhấn mạnh cảm xúc của cô bằng góc quay tự nhiên, camera cầm tay. Với Connor là góc quay cố định, chậm, hoàn hảo bằng dolly và stabilizer. Còn Marcus nhấn mạnh vào hành động hoành tráng giống Hollywood. Không dừng lại ở đó, đạo diễn David Cage còn muốn sử dụng soundtrack từ 3 nhà soạn nhạc khác nhau để tăng sự tương phản giữa các nhân vật hơn. Philip Shepard lấy cảm hứng từ mối quan hệ giữa anh và con gái của mình khi soạn nhạc cho Kara. Chủ yếu dùng dàn dây và một giai điệu chính đơn giản với cường độ tăng dần qua các màn chơi để diễn tả sự tiến hóa của Kara, cộng với lòng tin mà Alice dành cho cô. Với robot điều tra Connor, nhà soạn nhạc Nima Fakara nghiêng về âm thanh điện tử tạo ra từ synthesizer cổ, âm hưởng của khoa học viễn tưởng những năm 80. Bởi lựa chọn của người chơi dành cho Connor có ảnh hưởng nhiều nhất đến bản chất của nhân vật này, soundtrack của Nima cũng sẽ thay đổi dựa trên lựa chọn đó. John Paisano, nhà soạn nhạc cho nhân vật Marcus, lấy cảm hứng từ các bài đồng ca trong nhà thờ. Bởi dưới nhiều góc độ, Marcus sẽ được các android khác coi như một đấng cứu thế. Cốt truyện của Kara, Connor và Marcus sẽ đưa họ đến với nhau và âm nhạc của họ cũng như vậy. Sau đây là một ví dụ tiêu biểu trong 1/3 thời lượng đầu tiên của game, khi đồ họa, hội thoại, hành động và soundtrack kịch tính kết hợp hoàn hảo và sẽ còn rất nhiều trường đoạn tương tự khác về sau này. Killed. Do not go after Connor! God damn it!
little fucking brat! Oh, it's all her fault! Không lâu sau khi game bắt đầu, bạn sẽ biết đây không phải là lần đầu tiên Kara phải được sửa chữa và xóa sạch bộ nhớ. Todd Williams là một kẻ thất nghiệp, nghiện rượu, nghiện ma túy và trút bỏ hết áp lực trong cuộc sống lên con gái Alice. Mặc dù bị chỉ trích rất nhiều vì đưa bạo hành trẻ em vào game, Quantic Dream vẫn quyết định giữ nguyên trường đoạn này, dù cho người chơi có lựa chọn cứu Alice hay không. Theo tôi, nếu bạo lực không được lấy ra làm thú vui giải trí để hấp dẫn người chơi, mà trái lại nó diễn tả một thực trạng báo động trong cuộc sống đời thường, game cũng như điện ảnh, sách báo, truyện tranh đều có quyền theo đuổi tầm nhìn của mình. Có lẽ 100% người chơi sẽ chống lại mệnh lệnh của Todd và trốn khỏi căn nhà. Alice! Daddy's very mad! You deserve to be taught a good lesson! A good fucking lesson! Kara mặc dù ý thức rằng Android không được sử dụng vũ khí, cô quyết định bảo vệ Alice bằng mọi giá. Come on! Come here, you little brat! That's enough! Leave her alone. What the fuck are you doing? Put down the gun and get the fuck out of here. That's an order! No! I want you to leave her alone. You want? What do you mean you want? What are you gonna do? You're gonna shoot me, is that it? Are you gonna shoot a human? You seem to have a problem. I think we need to fix that. Watch out, Kara! Come here, bitch! Nếu tìm đến chính quyền, Kara sẽ ngay lập tức bị tiêu diệt, còn Alice không còn ai nương tựa. Biên giới Mỹ và Canada chỉ là một con sông tại thành phố Detroit. Nếu Kara có thể chạy trốn cùng Alice, họ sẽ không bao giờ phải xa nhau. Dù khó khăn đến đâu, Kara cũng sẽ giữ trọn lòng tin của Alice. Không bao giờ phạm tội, không trộm cướp dù chỉ là $40 để có chỗ ngủ qua đêm. Họ chứng kiến những gì đen tối nhất của con người thông qua Zlatko, kẻ lợi dụng những Deviant để có lợi cho bản thân. Nhưng cũng nhận được sự che chở của Luther, một robot thoát khỏi kiếp nô lệ nhờ tình cảm giữa hai người. Lòng tin và con người của Kara phần nào được phục hồi nhờ vào sự giúp đỡ vô điều kiện của Rose. Một cuộc sống yên bình tại Canada ở trong tầm tay khi biết rằng tại Jericho, những Deviant khác có thể giúp đỡ mình. Bản chất và cách hoạt động của Jericho như thế nào chính là nơi bạn và tôi có thể khác nhau. Sau trải nghiệm kinh hoàng tại bãi phế thải, Marcus tin rằng con người sẽ không bao giờ tự nhận ra sai lầm của mình khi sử dụng Android làm nô lệ. Con người là một sinh vật bạo lực, nếu họ sẵn sàng chém giết nhau với tài nguyên thiên nhiên, điều gì ngăn cản họ làm điều tương tự nếu Android đòi quyền bình đẳng? Marcus sẽ cho con người một cơ hội bằng cách gửi thông điệp của mình đi toàn thế giới từ đài truyền hình. Nhưng sau đó, Android phải chuẩn bị cho chiến tranh. Tuy nhiên, một robot cũng không thể tính toán hết những hậu quả khôn lường. Một mạng người là cái giá cho cuộc đột nhập tại đài truyền hình. Hai cảnh sát thiệt mạng khi đập phá cửa hàng Cyberlife trung tâm thành phố Detroit. Mọi thứ đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát của Marcus. Con người sợ những gì họ không thấu hiểu và sợ hãi dần đến căm thù. Người dân đòi hỏi tổng thống phải có giải pháp thật triệt để. Nhưng một xã hội phụ thuộc quá nhiều vào Android như nước Mỹ năm 2038, còn cách nào khác ngoài tiêu diệt tất cả các Deviant? Trong hoàn cảnh khó khăn này, Marcus tìm thấy thứ mà anh chưa bao giờ mơ đến: tình yêu. Con người luôn tự nhận rằng chỉ họ mới có một linh hồn, chỉ họ mới biết thế nào là yêu thương. Nhưng giữa họ luôn có những sự nghi ngờ, ghen tuông, những câu hỏi như anh có yêu em không, anh đang nghĩ tới ai, những món quà và buổi hẹn hò đắt tiền, những đám cưới hào nhoáng trống rỗng. Đôi khi trong tình yêu chúng ta luôn đóng kịch trong một vỏ bọc hoàn hảo mà đối phương sẽ khao khát.
Với Android, chỉ một cái chạm tay họ có thể hiểu hết những gì mình đã trải qua. Một kẻ giúp việc bị con người phản bội. Một Android sinh ra để đáp ứng nhục dục của con người. Họ muốn ở bên cạnh nhau mãi mãi, thoát khỏi kiếp nô lệ cho chính đấng tạo hóa của mình. Chẳng phải đó là câu chuyện kinh điển người ta hay nhắc đến trong Kinh Thánh hay sao? Với North bên cạnh, Marcus có quá nhiều thứ để mất, bị vô số cảm xúc làm lạc lối. Giờ đây Marcus hiểu được là một con người như thế nào. Mọi thứ không còn trắng đen, là những lựa chọn rõ ràng nữa. Phóng lao phải theo lao, nếu Android có cơ hội chiến thắng, chỉ Jericho là không đủ. Marcus chỉ là một robot, mà robot thì có thể bị phá hủy và dẫm đạp lên bởi con người. Nhưng nếu anh ta trở thành một biểu tượng, một huyền thoại, một hình tượng mà Android khắp mọi nơi có thể nói theo để thức tỉnh, Detroit sẽ thất thủ. Và đây là trường đoạn ấn tượng nhất trong Detroit đối với bản thân tôi. We came here to demonstrate peacefully and tell humans that we are living beings. All we want is to live free. This is an illegal gathering. Disperse immediately or we will open fire. We're not looking for confrontation. We've done no harm. We have no intention of doing any. But know that we are not going anywhere until we have secured our freedom. I repeat, this is an illegal gathering. If you do not disperse immediately, we will shoot. Marcus, they're gonna kill us. We have to attack. There's more of us, we can take them. If we attack, we'll start a war. We have to show them we're not violent. We should just stand our ground, even if it means dying here. Dying here won't solve anything. Marcus, we need to go, now, before it's too late. Chance. Disperse immediately, or you will all be killed! Don't do it, Marcus! Don't choose confrontation! Follow me!
thêm lực lượng, Jericho cũng đánh thức con người về sự nguy hiểm của Android. Luật giới nghiêm được ban bố, toàn bộ Android phải bị phá hủy và căn cứ của Jericho bị bại lộ. Vào bước đường cùng, Marcus chỉ còn biết tấn công vào những trại tiêu hủy Android trong tuyệt vọng. Dù thua kém cả về vũ khí lẫn lực lượng, Marcus tưởng rằng mình có một cơ hội chiến thắng. Nhưng một Android đứng giữa Marcus và mục tiêu của mình, Connor, chó săn của cảnh sát và Cyberlife, một vũ khí giết người hoàn hảo đang hình thành mang series AK-800, hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá, không để cảm xúc chen ngang, không có bất cứ thứ gì làm Connor lung lay. Không phải là một nạn nhân bạo hành, không phải là tình yêu và cũng không phải là tình mẫu tử của Kara. Một bên là ham muốn được tự do, một bên trung thành mù quáng với chủ nhân. Cả hai đều là sản phẩm của con người. Trong những giây phút cuối cùng, bộ nhớ giúp Marcus ôn lại những gì mình đã trải qua. Dù chỉ là một vài ngày ngắn ngủi, anh ta đã thực sự được sống như một con người. Tại sao chúng ta luôn tự nhận mình là sinh vật duy nhất có được linh hồn, với một ý thức cao hơn vì sự sống? Sự thật thì linh hồn không phải là thứ mỗi người được ban tặng khi sinh ra. Nó được tạo nên bởi những gì chúng ta trải qua theo từng năm tháng, từng cử chỉ yêu thương, thù ghét, từng mục tiêu phấn đấu, từng khoảnh khắc nghi ngờ bản thân, nản lòng và đứng lên đương đầu với thử thách. Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi ý nghĩa được khám phá bởi bản thân của mỗi người. Nếu Kara quyết định sứ mạng của mình là mãi mãi bảo vệ Alice, nếu Marcus đã biết đến tình yêu và đấu tranh cho đồng loại, họ có khác gì với con người? Quyết định này dù giết chết hàng triệu người dân vô tội, nhưng có là gì để tương lai của Android được đảm bảo? Con người vẫn kiểm soát nhà máy sản xuất robot và họ được trang bị vũ khí hiện đại hơn. Android cần một nơi trú ngụ, tập trung lại lực lượng và nhất là một lớp phòng thủ con người không thể vượt qua. Bom hạt nhân sẽ biến Detroit thành một Jericho mới. Không ai có thể xâm nhập vào trong hàng ngàn năm nữa. Và với cơ sở vật chất tại đây, nhiều thế hệ Android mới sẽ được sinh ra và tự do làm điều mình muốn. Marcus thất bại trong cuộc chiến ngày hôm nay, nhưng tên của anh sẽ mãi mãi được ghi nhớ. Khởi đầu của cuộc cách mạng Android hay dấu chấm hết cho loài người. For a client, I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's your first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. This is not the end.